Như vậy trong cái phần này các bạn thấy là hình nó sẽ ẩn nằm ở bên trong một cái chữ. Như vậy có rất nhiều cách để chúng ta làm. Ví dụ cách mà chúng ta biết trước đây chúng ta làm là gì các bạn? Làm layer mask. Ok. Thì trong bài hôm nay thầy sẽ chỉ cho các bạn thêm một công cụ khác là bat into, là dán vào một cái vùng tròn nào đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bat into. Như vậy các bạn sẽ dùng chữ, các bạn tạo ra những cái chữ và các bạn cho nó có size khác nhau. Chữ các bạn cho nó màu trắng cho nó dễ thấy. Rồi font các bạn cho nó lớn lên. Rồi, ok. Các bạn nhân đôi chữ này lên, Ctrl G và mình sẽ di chuyển qua. S P à. Các bạn muốn canh chỉnh các cái đối tượng này cho nó đều thì các bạn chọn hết ở đây. Và phía bên trên thanh này nè, nó có cái phần alignment. Các bạn canh theo tất cả các layer mà chúng ta đang chọn đều bằng phía trên top, hoặc là bằng canh giữa, hoặc là bằng đáy, hoặc là tất cả bằng bên trái, giữa theo chiều đứng và bằng bên phải. Ví dụ bây giờ nếu mà mình canh ở trên, thấy chưa, canh trên Z nè, lúc nãy thầy copy thầy đưa qua thì nó sẽ không có đều nhau. Thầy chọn và thầy canh là nó bằng trên, hoặc bằng giữa hoặc bằng dưới, thì tất cả các cái size này nó bằng nhau cho nên chúng ta không thấy sự khác biệt. Bằng bên trái, bằng ở giữa, bằng bên phải. Đấy. Rồi khoảng cách đều nhau, đều nhau. Nếu như các đối tượng của chúng ta là sắp xếp từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ sắp đều nhau theo cái này. Còn bây giờ đối tượng của chúng ta sắp hàng ngang thì các bạn sẽ đều nhau theo chiều đứng. Như vậy thì nó sẽ lấy là bên trái của đối tượng này và bên trái đối tượng kia. Ví dụ bên trái chữ S, bên trái chữ B, bên trái chữ A, chữ C, chữ A, nó sẽ canh đều với nhau. Hoặc là lấy giữa để canh, hoặc là lấy bên phải để canh. Đấy, các bạn thấy nè, nếu mà lấy giữa để canh nè, lấy bên trái để canh nè, lấy bên phải để canh nè, thì chúng ta thấy cái nào nó hợp lý hơn? Bên phải, bởi vì cái chữ A nó sẽ sát qua bên này tí. Và như vậy thì cái chữ E của chúng ta nó hơi xa, các bạn lấy chuột và các bạn đẩy chữ E vô tí. Bởi vì từ A qua C là do nó có cái khoảng cách nghiêng cho nên các bạn thấy nó bằng nhau. Nó hẹp và đây cũng hẹp thì chúng ta đẩy chữ E vô tí. Như vậy là các bạn có được các cái khoảng cách của các chữ chúng ta tương đối với nhau. Và chúng ta sẽ sử dụng từng cái bức ảnh để chúng ta đưa cái chữ vào. Chữ của mình nó hơi nhỏ đó. Có chữ nào dày hơn không?
Rồi, ok, lấy chữ này đi. Rồi, chúng ta canh các cái chữ lại. Mình chỉ cần kéo cái chữ đầu, chữ cuối ra cái khoảng mình cần thôi. Rồi chọn tất cả. Chúng ta sẽ canh theo chiều giữa và canh khoảng cách là tự động nó giãn ra cho chúng ta. Chúng ta không cần phải chỉnh từng chữ. Rồi, chúng ta sẽ chuyển cái hình của cái thiên hà này qua đây. Các bạn sẽ nhìn cái cách để chúng ta làm nè. Các bạn sẽ chọn hai cái vùng chọn chữ S và chữ P, nhấn Shift để cộng thành hai vùng chọn này. Và các bạn sẽ chọn cái hình của chúng ta ở bên này, Ctrl A, Ctrl C, đưa qua đây. Các bạn không có dán luôn mà các bạn sẽ chọn Edit, và các bạn sẽ chọn Patch Spacer, và các bạn chọn Patch Into, Alternate Shift Ctrl V. Đó, Alternate Shift Ctrl V. Và nó tạo ra cho mình một mặt nạ nè, chữ SP. Thì nó cũng là layer mask thôi, nhưng mà vùng chọn mình làm trước rồi mình Patch Into vô thôi. Đó là có nhiều cái cách để mình làm thì nó cũng ra được cái kết quả cuối cùng thôi. Và mình cho cái ok cái này, tại vì nó nằm dưới chữ P cho nên chúng ta không thấy đó. Đó rồi, chúng ta di chuyển cái bức ảnh này nằm khúc nào. Nằm ở góc này, lớn hơn tí xíu. À, rồi ok, đây. Rồi. Được chưa? Và tương tự như vậy, các bạn sẽ dán cái hình của cái phi hành gia vào chữ A, chữ C. Và chữ A, chữ C thì chúng ta sẽ lấy vùng chọn của chữ A. Lấy vùng chọn của chữ A, lấy vùng chọn của chữ C. Thì nhớ là nhấn thêm phím Shift để cộng thêm vùng chọn. Và các bạn sẽ lấy Ctrl A, Ctrl C. Qua đây cũng tương tự như vậy, bạn sẽ nhấn 3 phím cộng với lại chữ V. Tức là Alternate Shift, Ctrl V. Các bạn đã dán ra được rồi. Đấy, rồi cái này không cần nữa. Đây, chúng ta dán ra đây. Và với cái chữ E, các bạn sẽ lấy dữ liệu ở đây, Ctrl A, Ctrl C. Và qua đây bạn sẽ lấy vùng chọn của chữ T này, Alternate Ctrl Shift V. Rồi, như vậy chúng ta không cần đến các cái chữ nữa. Rồi, chúng ta đã xong. Đó là nhiệm vụ của cái chữ là hoàn thành. Đấy. Và chúng ta nhiệm vụ bây giờ là chúng ta sẽ làm sao cho cái biên này nó sáng nè. Như vậy các bạn nhìn cái biên này, nó sẽ có hai phần. Một phần là cái màu sáng rất là rõ, và một phần là cái ánh hào quang. Như vậy trong cái blending option của cái layer đó thì chúng ta làm hai lần. Một lần cái vùng biên này nó dùng là stock, là đường viền stock ha, và cái nữa là outer glow đó, cho nên các bạn sẽ sử dụng cái hiệu ứng hai lần.
Thứ nhất là các bạn sử dụng stock và bạn cho stock là màu trắng và size khoảng cỡ 4 hoặc 5 tùy theo bức ảnh của các bạn. Như vậy các bạn thấy chữ SP là chúng ta đi chung, cho nên nó làm chung một lần. Rồi tiếp tục nữa, cái màu mà nó có hào quang tức là outer cloud, và màu chúng ta cũng cho màu trắng luôn. Bây giờ các bạn sẽ chọn size lớn lên. À, size lớn lên. Và opacity các bạn có thể là cho nhỏ lại để mình cho cái size nó lớn nó đẹp hơn. Như vậy mình đã làm xong chữ S, chữ P. Chữ S, chữ P người ta làm nó đậm hơn, nó sắc hơn vì chúng ta tăng cái đó lên, tăng cái outer cloud lên. Rồi, ok. Và với các cái chữ ở trên, chữ A, chữ C và chữ E, thì thực ra chúng ta có cần làm lại không? Bởi vì nếu chúng ta làm lại thì chúng ta chỉnh mắt công, chúng ta phải nhìn cái thông số. Mà chúng ta chỉ cần biết rằng các cái layer này nó có cái blending option, tức là cái style đó. Cái này người ta gọi là style, giống với lại cái layer phía dưới. Thì chúng ta chỉ cần click chuột phải, các bạn chọn copy layer style và các bạn đưa lên đây, click chuột phải paste. Click chuột phải paste là các bạn đã có được cái layer style. Đấy. Như vậy các bạn thấy là với cái layer style này, các bạn có thể là lấy từ cái layer mà người ta đã định nghĩa để các bạn đưa vào cái mà của mình. Được chưa? Như vậy thì chúng ta đã làm được cái bài này. Các bạn sử dụng được là Path Into, rồi các bạn sử dụng được cái copy layer style từ cái layer này sang cái layer khác. Được chưa? Trong bài này còn cái phần gì mà chúng ta cần làm nữa không? Chữ của người ta thì thực ra người ta cho lớn hơn. Rồi đó, chữ lớn hơn thì mình chỉ cần là chọn các cái layer này và mình cho nó lớn lên là được rồi. Ctrl T. Nhớ khóa lại nha, tại thầy chưa khóa cho nên khi thầy kéo đi là nó không đi đó. Ok, chọn 3, Ctrl T, chữ lớn lên. Xong. Được chưa các bạn? Rồi, các bạn làm lại giùm ta thầy. Rồi, các bạn, sau khi mà các bạn định nghĩa cái style của mình, ví dụ cho nó dài lên tí xíu nè. Ok. Chữ E dài lên nè. Ok nha. Rồi mình lấy cái dạng là smooth. Rồi. Và nếu cần mình cho bên trong cho nó sáng tí xíu nữa. Bên trong là inner close, cho màu vàng, màu trắng đi. Ok. Rồi đó, cái kiểu chữ của mình là nó như thế. Thì các bạn có thể là copy style của chữ E này, dán xuống dưới, thì chữ E, chữ C tự động nó cũng dày lên. Copy, dán xuống dưới này, chữ S, chữ B nó cũng tự động nó dày lên. Được chưa? Và mình lấy cái style này, mình chia sẻ cho mọi người. Thì các bạn sẽ chọn một cái style bất kỳ, một cái layer bất kỳ, và các bạn sẽ chọn vô cái phần style. Và mình sẽ chọn ở đây
là new stay, hoặc là bạn click chuột dưới này new stay. Và đối với lại stay của các bạn á, thì các bạn gõ cho thầy là mã số sinh viên, rồi họ tên, họ tên của các bạn. Ok, đó, nó lưu ra đây nè. Và chúng ta sẽ chọn cái phần là sale. Như vậy thì nếu như mà các bạn sale đó, thì tất cả những cái gì liên quan ở đây là nó đều lưu hết. Còn nếu mà mình muốn chỉ riêng mình thôi, thì các bạn bỏ hết mấy style này đi, mình chỉ chừa lại cái của mình thôi, delete hết. Hiểu được chưa? Nếu mà sau này các bạn làm một cái bộ style của mình có nhiều cái trong đó, thì với mỗi cái layer này nè, các bạn sẽ định nghĩa lại. Và bạn ví dụ như bây giờ cái chữ SV đi, thầy làm nó khác tí xíu nữa, thầy sẽ chọn cho nó cái shading màu đỏ đi cho nó dữ dội. Ok, đó, thấy chưa, nó khác không? Rồi, cũ nè, mới nè. Rồi, stop, stop, top, top. Ok, làm cho nó khác vậy. Bây giờ cái layer 1 nó là một kiểu khác, thì các bạn chọn cho thầy là new style, ví dụ như là QB1. Đây, nó khác nè. Với cái layer 2, bây giờ layer 2 này thầy cũng định nghĩa khác luôn. Có bóng mờ đi. Layer 2 có thêm bóng mờ. Rồi, ok luôn. Stock màu đen nhé, để cho nó lạ. Mình cố tình để mình làm cho nó khác thôi. Và định nghĩa lại cho thầy QB2 và cái này là QB3. Ok, 1, 2, 3, và tất cả những cái khác là delete hết. Rồi, những cái này là cái mình làm nè. Và các bạn sẽ chọn vô đây, các bạn chọn sale style. Desktop đi nha. Mã số sinh viên. Họ tên. Ví dụ mã số của thầy là cái gì? PS00001. Họ tên Nguyễn Quang Bình. Ok. Rồi, bây giờ ở desktop, các bạn sẽ có đây, style nè, PS0001 Quang Bình. Và bạn share cái này với mọi người. Thì đối với lại một máy Photoshop bất kỳ mà không có cái này, rồi không có, rồi thầy load lại cái cũ đi, load style.
hoặc là thầy chọn lại những cái style cũ đó. Như vậy thì bây giờ máy của mình là không có cái mà của thầy đang làm nè, thì thầy sẽ chọn là load style desktop quang bình đó, nó tự động nó xuất hiện nè, được chưa? Như vậy thì thầy cần các bạn là gì? Thứ nhất là cái tài liệu tham khảo, còn nếu mà các bạn tự làm thì ok, khỏi cần. Các bạn sẽ xuất ra cho thầy cái file này, cái file cái dạng mà FX này nè, và một cái file các bạn quay phim quá trình các bạn làm. Như vậy trong cái bài lab 4 các bạn có 3 nội dung, một là tài liệu tham khảo, hai là file quay phim, ba là cái style mà các bạn đã xuất ra. Và được chưa?